Rồi buồn rồi phải không? Buồn rồi hả? Nè, buồn rồi phải không? Buồn rồi hả? Chào các bạn, hôm nay mình đi vô cái chợ bán đồ mỹ phẩm, bán đủ thứ đồ hết nữa. Đây là dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc, thứ nào? Revlon nè. 4 đồng 49. Ở Việt Nam kêu nhiều khi nó sale có 50% off. Rồi mua một cái 50 off là hai cái cộng lại, để coi cái này 4 đồng 79 không, cái kia là khoảng ba con nhà hai hộp nữa thì còn khoảng 8-7 đồng. Sữa anh xua 11 đồng 29 một hộp, nhiều lắm á, hơn cái chỗ gửi đồ luôn. Chỗ gửi đồ tính ra có 10 đồng đó, 10 đồng chai. Này cái gì? Warm steam. Cái này giống như là xông khói, xông mũi, xông mặt. Cái hơi lên nè. Rồi, nhưng mà đúng là tóm là cái chợ này bán cái lượng ngon. Ngày gì con? Tiệm này giống như tiệm convenient vậy đó. Ngày gì? Uống cho giảm cân. Bà mua bà uống đi. Sao? Cho bà có eo. Qua đây. Qua đây ăn riết nó bụng bự quá. Mời mẹ nấu ăn cho con thôi nè. cho ba diet đi, ăn bữa ba đi siêu mẫu. Đi thi siêu mẫu. Thuốc. Cái này gì? Cái này là cho mấy người tập tạ. Mấy người ta uống ăn cho có gì có protein á. Cũng như mấy người mà muốn có cơ bắp rồi đó, ăn cứ mấy cái gà rồi chứ. Uống mấy cái này 24-25 đồng một hộp. Một hộp đi lót trong mấy đôi giày á, mình đi giày mình không có nè. Cái người nào mà người ta bị hõm cái chân quá đó, không cho người ta mặc giày thì bị đau á, cái có mấy cái này nó support nó lót vô ha, nó phùng lên là nó êm á, chứ nó không có bị đau. Nó phải cho giảm 25% nằm đi đi, cái ót bằng chân đi. Arch, nó gọi là arch nè, chân nè, nha nè, ba thì không có cần. Đỡ đau đầu gối lắm. Ba cần bịch đầu gối. Ba cần bịch đầu gối đúng rồi. Ba cần bịch đầu gối. Cần bịch đầu gối. Nè. Cái gì? Cái này để chà quần hay gì? Không phải, vớ cho đàn ông á. 18 đồng 90. Quấn gì nữa. Cơ bắp vậy đó.
anh, cái đó gì cũng muốn quấn kìa. 45 đồng. Mặc hết nguyên một cái, giống như cái quần vậy đó. Cho nó ôm, cho cũng... Dạ, jean nè. Ôm mới dừng lại. Này dớ, dớ đẹp quá. Dớ bên này bà thích dớ bên này, nó không có giãn. Thì nắm mày vậy nè. Nó giãn mà nó lâu giãn. Một cốc. Đâu? Để trị. Chị một cốc. Các bạn nào có một cốc nhớ mua loại thuốc này để trị nha. Có nhiều lắm. Cái đây, cái này là của cái tiệm này á, cho nên nó rẻ nhất trong mấy cái đó. Mấy cái này là gì? Dán bị chai á. À, cái gì á hả? Nhưng mà không có quá. Dạ hả? Dán rớt ra, nó rớt xong một cái mọc bự hơn. Ôi trời. Ôi này đi. Đáng lên mạng mua rẻ hơn. Để ngâm chân vô hả? Ngâm vô mà nó massage xuống á. À, có thủy lực luôn á. Yeah. Nó rung trong cái chân mình, nó massage. Cái này mẹ. Mình chế nước nóng vô á. Này mẹ thích á. Quên vụ này 21 con mua này cho mẹ. Nhưng mà mua trên mạng rẻ hơn. Có 25 đồng 99 nè, mua trên mạng chắc. Chắc mười mấy đồng à. Mười mấy đồng. Ở đây nó mất. Cái này là nhớ Costco. Lúc đó con đi với anh Khoa Thà. Chàng vô nắng nó massage chứ. Rùng hả? Dát lên người á. Mẹ là hay bị đó. Dát lên người á. Cái nó massage mình. Nặng, lạnh vậy nè. 21 kiếm cái này cho mẹ. Thôi, cái đó bây giờ con kiếm cho mẹ thay vì mẹ lấy cái đồ massage bụng á. Mẹ để vô cái lưng cũng được. Chàng ngang. Ok, nhưng mà không cầm lắm. Cái nào mà tự nó máy chứ thôi. Cái này cũng... Ở Việt Nam mẹ có nguyên cái đồ. Cái này cái gì? Người ta cho nó trong... Nó cho đã lắm. Ô, đã. Nhưng mà phải có người làm cho con. Cái này cái gì? Không, mẹ cầm nè. Sao con đưa ra sao tới? Nè. Nè mẹ cầm thử. Ở trong toilet. Cái này bao quay này ghê quá. Cái này cho người ta ngồi không có được á. Không, mình cũng phải... Ủa, sao buông ra cái này vậy? Chứ biết chứ. Mấy cái này sử dụng cho những người cà tàn tật. Cầm nó mỏi lắm. Rung không? Rung nó ngon lắm nhưng mà cầm mỏi lắm, không có được. Nhưng mà cái này, có người khác cầm á. Mẹ con biết rồi, mua này về có việc cho ba làm. Thôi ba làm cho mẹ hay được. Thôi ba làm thì hồi ba làm biến. Tại vì không có làm lâu được, đó anh vậy á. Anh nhìn nè. Được em ơi. Chứ anh chà bằng tay cho em hoài riết anh cũng mỏi tay quá. Sáng bữa nào cũng làm hết trơn. Anh cầm về anh sẽ làm mỏi tay bảo đảm. Đầu mỏi cái này sao mỏi được. Vậy có lý. Đã không vậy mình mỗi lần muốn làm vô đây làm khỏi tốn tiền. Đã mà càng pin phải không? Để con nói. Pin. Để con nói người ta lấy cái giường để đây luôn. Có phải hình cảm ơn mình á, mình quảng cáo cho nó. Chụp hình đi rồi lên mạng mua cái này là cái hiệu nè. Quay cái hiệu cho các bạn xem luôn nè. Mini massager. Thấy lớn gì chứ nó mạnh các bạn ơi. Rung ha. Trời ơi, ba bị mặt sang chỗ nào vậy? Một ba mỏi chỗ đó. Xà vú. Ghê quá. Xà vú. Ghê quá. Phản cảm quá. Ê, cái bụng bự quên rồi chứ. Chà bụng bự nè. Dạ, ngồi cái tay con nói thiệt với ba nghe, ba chà cái máy này đến lúc mở máy bị hư luôn á, bụng ba cuốn nhỏ đi. Ô, trời ơi, đây nè. Ngồi cho nó êm mông. Không hơi làm có gì vậy. Con nghĩ chắc vậy á. Ờ. Cái gì? Ngồi cho nó. Rồi xong cho nó thông hơi á. Êm mông, không mình đi cho phép đi interesting. More interesting stuff. À, muối này cho xíu nguội được hả? Bây giờ Halloween. Halloween hả? Xíu miệng có nguyên cái này nè. Bà xíu nguội có cái này nè con. Nè hồi lần á. Hai chị em đó. Cho ba đi Halloween, ba xin kẹo.
Ba phải mở mo nón của ba ra. Anh phải làm cái này nè. Đây, con cầm. Nè, cái này nè. Chứ cái đó không chứ được. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Cái này mới ghê. Cái này con sư tử. Anh cọp. Yeah. Ghê quá. Nè, có để tiền được nè. Hoặc hai cái tay cho nó ấm. Để kẹo. Để kẹo. Kẹo cho được ha. Hoặc hai cái tay cho nó ấm. Nó vậy đó. Wow. Ấm không? Ấm. Ấm. Thôi cởi ra cho người ta đi. Mấy đứa nhỏ thấy nó khóc. Mấy đứa nhỏ thấy nó cạnh anh. Đây, dép. Yeah. Dài hả? Nó sell á, nó sell 70-75% ớt chưa nó. Dép Lào á, nôn phải dép đó mùa đông nó không sell. Nó sell mấy dép Lào nè. Dép Lào này hả? Dạ. Mình mua cho nít, mua cho bo được. Nó này khuôn gái mà. Dạ hả? Kiếm cái này con đai, mua cho bo này, cái này con đai mà. Nhưng mà chân của bo bự lắm. Nè, mấy cái dép này nè mà. Nè, sell nè. Nhưng mà xấu quá, không đẹp. Đẹp. Chắc nó hết hàng rồi đó. Đâu đó đâu có sale đâu. Nó sale cái hàng summer thôi à. Cho mùa hè. Dạ. Nhưng mà xấu quá. Đây nè, bữa hổm nè, mày thấy mấy cái này nữa nè, bên đó đó. Uh-huh. 15 đồng, nó chảo tới 15 đồng. Một cái này nè, nghe một cái này nè. Dạ, mẹ mới nói thôi. Tại vì sao biết không? Bây giờ còn có 10 đồng mà. Thì 10 đồng nó gì ra mua đó. Nhưng mà mẹ ra kêu mẹ mua, nhưng mà mẹ nói mẹ thích cái có vậy? Cái mà ghim điện vô để nướng được luôn á. Nghe nói cái này đút vô là nướng. Ờ. Mà mình có rồi mà. Hả? Mình có rồi không? Nhưng mà mấy cái này mẹ nướng sườn nhỏ nhỏ cũng ok, nó đỡ dơ lò. Đỡ dơ lò đâu, cái này nó đâu có ghim điện được, con lốt cái gì với mày đây. Nó mới bị bỏ trong lò nướng á. Ờ thì bỏ lò nướng. Làm gì đút vô lò nướng. Bỏ trong lò nướng. Dơ, cái nó chảy xuống cái thau này nè, thau này đứng lại. Đó thì 10 đồng á. Bữa hổm nhà kia mẹ mua hoài, nó rẻ quá, mua đi mẹ. Thôi mua cái đóng đi rồi chị mới ăn la làng nữa. Nhà mình nhiều đồ quá, nhưng mà này thấy xài cũng ok. Đó, nhà kia mua đi mẹ nói thôi. Còn cái chảo nè. Cái chảo nè, đó nè. Mẹ mua này nè. Ờ, chảo mua rồi mà. Còn cái này. Cái nào? Cái này mẹ mua. Mẹ chiên french fry hả? Ừ. Nhưng mà cái chảo này cũng chiên được. Cái này có. Cái chảo nó có đó. Mấy bạn lại Ryan nha. Có 25 đồng mà 50 mà. Nó còn 25 mà. Mua đó xài. Cái này xài. Good lắm. Bữa đó mua xài nha. Cũng ngon ghê nè. Mà để hấp nó có cái chân nè con. Thắng đi vào hấp á. Có cái này để chiên french fries. Có cái nắp. Nhưng mà sao mẹ không thấy cái này là cái gì? Cái này là lít nồi á. Lít nồi à, đúng rồi, lít nồi. Lít nồi. Oh, bullet. Nhưng mà nhà mình ở này không có sale. Cái này gì vậy ta? Ồ, cắt móng tay. Nè, cái này là gì? Cái này là kim điện nướng á, thấy không? Ồ, cái này nướng thịt nè, kim điện, nhưng mà nó không có xeo không đi. Còn bữa đó đi vô có mấy cái chỗ mà chị Nga chở con vô, mà vô cái chỗ mà nướng bánh kẹp á. Bánh kẹp để sáng ăn người cái đó. Ừ. Cái này có gì? Cái đó giống như hấp trứng vậy. Ờ. Đồ trứng hấp trứng. Thấy cái này được không? Mua thử. Lấy cái đi, gặp ba là lấy cái đi. Ba không có nấu mà ba cũng muốn mua nữa. À, đây nó không có xè. Mấy cái chả nhỏ nhỏ dễ thương quá. Mấy chả này nè. Cái này để ba chiên trứng. Chiên trứng. Nào chiên trứng đã lắm. Cái một. Cái này làm gì? Cái đó cái nồi á, cái nồi có nắp á. À, cái nồi. Rồi nó vô cái chợ gì đó, nó có mấy cái đồ bà bánh kẹp lớn nhỏ rồi có hết trơn rồi. Nhà vô đó rồi kiếm cái bàn đó. Kiếm cái bàn hả? Nó bán đủ hết trơn luôn. Nó bự nhưng mà uống ngon, này giống như rượu nho của mẹ làm nó ngọt ngọt rồi em đó. Ờ, cái chị đó chị bắt tránh mua, chị tránh mua cho ba
một bầu 5 lít ở nhà Đẳng á. Uống ngon á, cái này uống ngon á. Uống ngon hơn mấy cái chai nhỏ này nè. Càng nhiều thùng. Mình a Troy gì đó, Silk. Cái này ngon mấy bạn. Cái này nó đang sale 8.99. Cái này uống không có bị cồn, uống rất là dịu. Ở nhà mình uống cái này không á. Really good. Còn đang sale 8.99. Bây giờ còn không? Bữa con mới mua hình như 3 bốn chai. Ôi vậy thôi. Coi cái này nè. Thùng. Heineken. 20 đồng. Heineken. Bia chắc mua trong Costco rẻ hơn. Nó có hai lầu thùng. Thùng nhỏ, thùng lớn. Cái loại này thùng nhỏ. Này nó có sách tay nữa mà. 24 chai nhiêu? 22 chai nè. 24 chai hình như là không biết nhiêu nữa. Nè để giá. Đâu có đó 15 đồng cho 12 chai. 24 chắc mắc hơn. 8 đồng. Bia của Mỹ loại nào uống ngon? Bia IPA của bà uống đó. IPA nó là số 1 thôi. Nhưng mà tùy người thích uống vậy, còn giống như chú Tú uống được đó. Rượu sữa. Rượu có nước cốt dừa. Rượu sữa. Đó ông ngoại uống cũng thích lắm. Ông ngoại rót cho cái này cái kia uống. Nước cốt dừa hả? Không phải nước cốt dừa, sorry, cái này nước dừa thôi. Có mùi dừa thôi. Không phải coconut milk. Rượu rum. Chị Hai kêu mẹ mai mốt đừng có mua cái lon coconut mà vô trong Costco mua cái hộp. Nó sẽ ít cái vụ gì hơn á. Chị Nga kêu vậy, xài cái đó đó. Hình như con mới thấy Costco nó có. Có, bà hỏi chị Nga nói mai mốt chị mua này nha chị. Dạ. Bà mới qua, bà thấy rượu để gì, bà nói rượu giả. Nhiều quá. Này là cà phê. Này là trái cây. Trái cây. Trà. Này sa bắp. Cà phê. Sa bắp. Ba qua đây bố này không ai thích. Ba không thích piss hả? Con không thích piss. Piss uống cái nào? Cà phê. Yeah. Way around cho mấy bạn coi ha. Này là cereal. Cereal. Ăn với sữa. Có của người lớn, có của nít nữa. Này người lớn không? Cái đó của người lớn. Rẻ là ha. Thấy rẻ phim hoạt hình đó là của nít. Có 3 đồng à. 3 đồng một hộp. Cái này 5 đồng. 3 đồng tại nó sale. Giá bình thường chỉ có 5 đồng rưỡi thôi. Nhìn không có biết ăn cái gì luôn á. Trời ơi, đó mới qua mê lắm. Mấy cái này là gặp là chụp, gặp là chụp. Bây giờ ngán, thấy ngán. Thế nè. Chips. Chips à. Mẹ thích ăn chips lắm cho nên mình đừng có đi cái hàng này. Ở nhà cái thùng chips quá chừng bự luôn. Mà mẹ đâu có ăn đâu. Đi xin vịt mua cái lon mùi tạt á, ăn hết rồi. Cái đó mua ở đây xem được chứ. Kẹo. 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 Có cái loại kẹo mà kẹo dẻo á, nó chua chua ăn cũng ngon. Cái này kẹo dẻo nè. Kẹo dẻo. Kẹo dẻo nè. Kẹo dẻo mà cái loại chua á, Ngà thích ăn cái loại chua. Ở trong có còn nó bán cái loại thuốc ta, thuốc bổ mà như kẹo vậy nè, ăn cũng ngon. Nhìn mấy cái này nè. Cái này chua. Phải không? Thích mấy cái này. Tại ăn cho nó chua. Này ha. Cái ngon này. Dạ. Có sale không? Sale 2 cái 3 đồng. Rẻ ha. Dạ. Hot là cây. Khô bò hả? Khô bò gì nghe làm ăn mới ngon.
tiêu. Cái này có tiêu. Cái này là loại thường, còn cái này teriyaki, cái loại ướp thịt gà. Nhìn này có tiêu nha. Em muốn lấy có tiêu hả? Thì lấy có tiêu ăn thử đi. Tiêu nó cay cay chơi. Có tiêu có ớt gì ăn mới ngon. Okay. Thì về chúc mình nhậu. Nhậu với gì? Nhậu với cái bò với hồi dịch gì đó, bắc thảo rồi đó. Gì bắc thảo. Ừ. Mấy cái hả? Hai cái mà, sao anh bỏ lại rồi? Rồi, anh bỏ gì ra phải này không? Có tiêu nè. Nè tiêu nè. Rồi thấy cái nào nữa, này cái này nè. Rồi ba bỏ là cái món thích cái gì? Thích khẩu của mẹ là ba về nhà ăn đòn. Bị mẹ đánh ăn đòn. Lộn rồi anh nãy cái nào? Teriyaki với lại này, cái pepper. Này, nè. Nè, cái này pepper nè, cái này là teriyaki nè. Rồi nhớ rồi. Đậu cắt đó. Nhém xíu là ba về ba bị ăn đòn tại vì bỏ lại bánh của mẹ rồi. Cái gì khô bò của mẹ rồi. Ba giờ ba không thích ăn cái gì. Ngọt rồi, bị bác sĩ có cho ăn đâu mà. Ba thích chỉ ăn nho thôi. Thì em vô anh bác sĩ cho ăn ngày khắp nho, bác ăn ngày 4 khắp. Thôi. Cái này đồ cho mấy con chó. Đây nè. Đồ như chó hả? Cái này sorry. Excuse us. Sorry. Cái này bỏ em bé nó té xỉu rồi, bà giờ cũng chẳng con. Cái nào mua cho mấy con mèo? Hả? Mèo đâu có nuôi chó đâu. Thôi em ơi. Không chăm tốt mà. Xấu mà cầm lắm. Nghiệp nó gặp ba nó đòi ăn hoài. Nó ráng đi. Không có gì cho nó ăn nào quá. Halloween. Halloween. Nghe quá già nè. Oh my gosh, ghê quá. Cho ông thịt khô bò nè. Trigger tree. Cho ông hai thịt khô bò luôn. Oh my gosh. Tối nay con sẽ nằm chim bao thấy ổng. Trời ơi. Không có nhìn nhìn ổng nhiều đâu. Ghê vậy. Yeah. Chắc tới thì nó win rồi. Halloween. Halloween. Nó sale nè. Mấy cái đầu này nó sale 50% off. Đẹp quá. Ồ, có xe mặt nạ. Ủa, cái này mua treo, đẹp quá. Mua cái đeo Halloween đi. Ừ. Nè, cái này nè. Mặt nạ hả? Cái này nè. Mặt nạ nè. Oh my goodness. Yeah. Ew. Có ai nhìn ra chú Chiều không? Ta sẽ giết chúng mày. Giết? Ông nó có dữ không? Mày nhìn cái mặt mày nghĩ có dữ không? Mặt chẳng có chút nào gọi là thiên thần cả. Ghê quá. Ghê quá. Hai mẹ con mình tấn công cái ông này đi. Ông này nhát mình ghê quá. Đưa hai găng nanh nữa kìa. Dạ. Ghê quá. Đưa hai găng nanh nữa kìa. Yêu cái này ghê hơn nữa. Cái ghế ghê hơn nữa. No. Cái này cái tích nó làm sao mà không biết rồi ha. Thì con nói đó, Việt Nam mình có cúng cô hồn thì Mỹ nó cũng có. Ghê quá à. Thấy mặt nạ không nhưng mà mình đeo lên nhìn ghê quá. Nè, cái này hai cái năm nữa nè. Đó, mặt này mới là mặt thiên thần. Nè. Ghê cái mặt đó. Ghê quá đi. Này hù cái người ta xỉu thiệt á. Trời ơi. Ây da. Trời ơi. Ý da. Ghê quá. Ghê quá. Thấy gì cái bỏ chạy. Nó đang xe 50% ớt á. Rẻ á. Bữa đó giá tối mình đi, ông hù nhá không? Ông hù cái ba giật mình cái ông đó. Ông là vô dai. Ông
sợ ba người ta lịch sự hết sức luôn. Ờ, sợ trời ơi, lịch sự gì, hù người ta mà lịch sự. Thì người ta phải làm như vậy. Trời ơi, lỡ mà hù người ta xỉu thiệt á, ổng mệt á. Kẹo, kẹo bán chứ không phải kẹo chua. Không phải, để người ta mua về người ta cho lại. Hồi xưa con lúc con mới qua, con thích ăn bé Tùng á. Tùng nó ăn cái này giống như là ăn cơm vậy. Nó ăn kẹo thay cơm luôn á. Nó mua nó ăn hoài luôn, nó ngồi nó chơi computer á. Mà nó ăn hoài vậy đó. Ở trong giới nó ngon lắm. Mà nó không mập nha. Mà nếu mà con chỉ cần sinh nó ăn khoảng chừng 2-3 cục qua ngày hôm sau là con mập liền. Mỗi bụng lên luôn đó. Cuộc sống này không bao giờ có công bằng hết á. Wow, mấy kẹo này ngon lắm á. Kẹo chót thịt á, mà ngon lắm. Cái này ngon, mấy cái này ngon nè. Em mình em ngon, mẹ nổi tiếng á, cái hiệu đó. Đây hả? Yeah, ngon. Ở trong em ở mẹ. Trong này á, nó có peanut butter. Bơ đậu phộng á. Dạ. Thấy không? Con là người sẽ đi mét bác sĩ ba mẹ chứ không phải mẹ mét ba không. Hai người thử đường mà gặp đường tối ngày cứ ý anh kẹo. Ba thấy cái này ba nhớ ở dưới cái gì. Ồ, cái này còn bự hơn nữa ba. Nào đâu. Dẻo à. Ở dưới gì, ở dưới gì mà Châu Đốc á. Ở cái đó biên, cái đó thiệt á, phải không? Cái đó thiệt á. Nguyên một đống luôn á, kìa nó mà đi tham quan. Mà con nghĩ chắc nó thiệt á, thiệt là thiệt. Gì mà nó lát tới bây giờ vậy. Thiệt luôn con. Ơi, người ta chích thuốc người ta thấy nguyên cái lòng kiến mà. Thiệt luôn. Con khủng khiếp luôn. Con chẳng thích lại đó tí nào. Không biết mình có nên mua mấy cái mặt nạ mình đi chơi Halloween không ha? Có mấy cái mặt nạ này dễ thương. Dạ. Con không biết là mình có nên mua mặt nạ không, tại nó đang sale á. Mua mặt nạ đeo chơi Halloween á. Mà không biết Halloween thì mình có đi chơi không. Halloween này ngày mấy con không nhớ nữa. Ngày đâu biết đâu. Ngày cuối tháng 10 á. Cuối tháng 10. Mấy cái mặt nạ này cũng dễ thương. Dạ. Nhưng mà Ashley cả nhà cũng có mặt nạ rồi. Thôi khỏi đi. Có mấy cái sừng này ok nè. Nè, treo lên nè. Mấy cái sừng để mình đeo lên trên cái đầu của mình á. Ui, công nương nào đẹp thế. Có biết ta là ai không? Không. Ta là công chúa Lily. Lily là ai? Ta là công chúa Lily. Là ai? Hồi nhỏ hay hát vậy đó. Ta là công chúa Lily. Mua pin không? Pin này đồng hồ mình hết pin rồi. Pin nữa vô Costco mua rẻ hơn. Ở đây pin bán mắt ấy. Ca sĩ giấu mặt. Ca sĩ giấu mặt. Quê ca sĩ bí ẩn mùa mưa nắng. Hai thôn nghèo nối liền bờ đê. Wow. Con đặt cược 1.000 đồng để cược vô cô ca sĩ này. Ca sĩ bí ẩn mà mẹ nói ca sĩ giấu mặt. Ok đi.